bây giờ họ thu hồi đất nhà của anh trai em, không đền bù một nhìn nào luôn, có nhà cửa trên đấy anh ạ, không đền bù một nhìn nào luôn, có giấy nộp thuế đâu, giấy của con đâu, mẹ đưa đây, mẹ đưa đây, giấy nộp thuế đâu, giấy nộp thuế 400 mét đất ở, bây giờ không đền bù cho nó một nghìn nào. Bây giờ cho em không nghèo, bây giờ qua được cháu cháu đi học. Không có cái việc này, các anh đây cũng không giải quyết được cái việc này đâu. Nhưng mà em phải nói cho anh biết chứ, không phải em là một người điên em tự đến đây gây rối. Nếu em khai em đi tù cũng được, nhưng mà thật sự gia đình em nó quá khổ ấy ạ. Thôi được rồi. Anh bây giờ không? Mình cứ đi về xem mình đang thành người vi phạm đấy. Thế thì cứ là đây. Cô đi về đi. Các bà đi về. Em phải mang cái này về trung ương. Bởi vì các anh à, đã đi em không còn một cái gì nữa. Em là họ ông Hoàng có tính đến cái cảnh em là người trực tiếp nuôi dưỡng bố mẹ em đây. Có được rồi nhá, các anh cứ bắt em đi tù luôn. Đi về đã.